Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ. Trước hết em mong kể câu chuyện của em để chị tư vấn giúp em ạ. Tụi em gặp nhau lần đầu lúc hai đứa 15 tuổi. Ngày đó bạn theo đuổi em nhưng em từ chối và tụi em là bạn của nhau. Mãi đến năm 2 đại học, khi bạn đi Nhật, em mới chợt nhận ra là em thương bạn ấy rất nhiều. Nhưng tiếc thay, lúc đó bạn ấy đã có người yêu. Tim em như vỡ ra hàng ngàn mảnh, em khóc rất nhiều. Sau đó em tự nỗ lực đứng dậy, tự dặn lòng hãy quên đi. Vậy mà sau đó cuối năm 2019, tụi em gặp lại nhau và quyết định yêu luôn. Chúng em duy trì tình yêu xa được gần 2 năm. Vì tình hình Covid nên bạn ấy không về Việt Nam được. Sau khi học xong, chúng em chia sẻ với nhau rất nhiều thứ qua video call rồi nhắn tin. Bọn em cũng tính tới cả tương lai như thế nào, cưới như thế nào. Cuối tháng 4 bạn ấy được về nước. Bọn em gặp lại nhau rất vui. Bạn ấy bắt đầu từng bước xây dựng sự nghiệp. Bạn muốn start up, còn bản thân em thì đã có chỗ đứng sự nghiệp khá vững vàng rồi. Đột nhiên đầu tháng 5 bạn bảo tụi em nên dừng lại vì lý do cả hai khác nhau quá nhiều. Bạn bảo bản thân đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc còn ở Nhật, nhưng vì thấy em thương bạn ấy quá và bạn ấy cũng cố gắng nỗ lực để cả hai có thể hòa hợp với nhau. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại vẫn nên dừng lại vì hiện tại em cũng đã 26 tuổi rồi. Nếu đi thêm nữa mà không đến đâu thì bản thân em sẽ đau khổ. Bạn cũng không hạnh phúc khi cứ gượng ép mình. Bạn cũng bảo không phải vì bạn không thương em, nhưng nó không đủ lớn để vượt qua sự khác biệt này. Trong tình cảm, có đôi lúc em làm bạn ấy cảm thấy lạc lõng cô đơn. Em biết mình đã chưa thể hiện được hết con người của mình. Em sợ yêu xa nếu cãi nhau sẽ tan vỡ, nên em tránh những thứ sẽ dẫn tới tranh luận. Đa phần em đều đồng ý với bạn. Em cũng bảo nếu không phải bạn ý, em không muốn lấy ai. Và nó làm bạn ấy áp lực khi em xem bạn ấy là cả thế giới như vậy. Lúc đó em có xin bạn ấy suy nghĩ lại và giải thích rằng yêu xa rất khó hiểu nhau. Có thể bạn ấy ngay từ đầu đã rất thoải mái, thể hiện cho em biết bản chất tính cách, nhưng em lại không làm được. Có những điều bạn nói em thấy cả hai rất hợp nhau, nhưng hầu như lại không nói nhiều. Em muốn giữ lại để khi về Việt Nam cả hai sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Trong thời gian suy nghĩ, lẽ ra em không nên nhắn tin cho bạn ý nữa, nhưng em không kiềm lòng được nên cứ 3-4 hôm lại nhắn tin hỏi thăm bạn ấy như thế nào, rồi em nhớ bạn ấy ra sao. Bạn cũng bảo là bạn cũng nhớ em. Có những lúc xem được video hay tin gì hay cũng muốn chia sẻ cho em, nhưng đều phải kiềm chế lại. Trong thời gian yêu nhau, bạn đã giúp em phát triển bản thân rất nhiều, cả về tư duy lẫn ngoại hình. Em không muốn bản thân em thay đổi tốt hơn nhờ bạn ấy, để rồi cuối cùng lại không đến được với nhau. Mặc dù tụi em đã chia tay được 2 tuần, nhưng em vẫn luôn cảm thấy đây chính là người tri kỷ, là định mệnh của mình. Em tin rằng sẽ quay lại với nhau. Em đang thực hiện theo video các cách khiến người yêu cũ quay trở lại của chị. Em không biết có phải là mình quá mù quáng hay không nữa. Em thân mến, nói là em có quá mù quáng hay không thì chị thực ra thì mù quáng thì cũng không hẳn, nhưng mà trong tình yêu này em không cuốn hút em mà. Em có biết tại sao em không cuốn hút đâu. Cái câu mù quáng không hẳn là đúng, mà chị muốn nói rằng em phụ thuộc, em thảm hại trong tình yêu này thì đúng hơn đấy. Mà một cô gái phụ thuộc đấy, như em, bản thân em cũng cảm thấy rằng em coi như là cả thế giới của em. Người đàn ông rất chán, người đàn ông này có thể vẫn còn yêu em, còn thích em, trong về thâm tâm vẫn có tình cảm với em đấy, nhưng người ta thấy em không cuốn hút, cùng với thời gian người ta chán. Người con gái mà cuốn hút đối với đàn ông ấy phải là người con gái có cuộc sống của riêng mình. Em có biết đàn ông ghét nhất là trong tình yêu và chán nhất là trong tình yêu là gì không? Là phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của người khác. Và bây giờ chị thấy rằng anh ấy đang phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của em. Cả thế giới của em là anh ấy mà, đúng không? Em, niềm vui của em phụ thuộc vào anh ấy, nỗi buồn của em phụ thuộc vào anh ấy, tương lai của em phụ thuộc vào anh ấy. Không có anh ấy em không sống nổi. 3-4 hôm nó không kiểm soát được bản thân phải nhắn tin cho anh ấy luôn. Thực ra để chiến thắng lại tình yêu nó không khó, nó cần bản lĩnh thôi. Em phải nhận biết được vấn đề, nhưng em luôn luôn sợ hãi. Em để cái nỗi sợ nó bủa vây lấy mình, cho nên em không có bản lĩnh ở đây. Chưa gì em đã nói những cái câu nó rất là bi quan. Nó cho chị thấy ngay rằng tại vì em như vậy nên em không có hạnh phúc này. Chưa gì đã nói rằng em không muốn vì anh ấy mà em trưởng thành, em tốt lên, sau rồi lại không đến được với nhau. Câu nói đấy nó thể hiện rằng em quá bi quan, em không có bản lĩnh để làm chủ cuộc sống của mình. Em quá tiêu cực trong tình yêu này. Em nhớ này, không người đàn ông nào muốn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của một cô gái.
một cô gái mà cứ phụ thuộc vào anh ấy như thế, anh ấy sợ, anh ấy phải chạy. Những cái câu nói như là không, nếu không phải là anh em chẳng lấy ai đâu, nói được, nói rất hay. Một khi là giữa hai bọn em nó tình cảm thắm thiết, đúng không? Ví dụ người ta yêu em rất nhiều, tình cảm đang thắm thiết, hay là người ta không phải gặp bất kỳ một cái áp lực hay là mệt mỏi nào cơ. Bọn em ngọt ngào với nhau, thơm nhau một cái, nói chuyện với nhau rất là say đắm, rồi em nói rằng nếu không phải là anh em sẽ chẳng lấy ai đâu. Câu nói như thế nó nói cho hay, nói cho vui, nói cho lãng mạn, chứ không phải là nói với cái cảm giác đau khổ như em, nói với sự tuyệt vọng như em, thì tức là nó sẽ kém cuốn hút. Chị đã nói rồi, cùng một câu nói thôi, sử dụng cho các tình huống khác nhau, nó sẽ cho hiệu quả hoàn toàn khác nhau, đúng không? Đang vui, đang ngọt ngào, đang lãng mạn nói thì được, người ta đang chán mình mà nói câu này là thất bại, đúng không? Người ta đang muốn chạy khỏi mình, xong rồi mình phải giữ người ta, mình phải níu người ta, thì người ta sẽ dãy giụa, người ta sẽ lồng lộn để người ta bước đi. Em càng níu kéo người ta bây giờ, càng thảm hại bây giờ, người ta sẽ càng muốn rời xa khỏi em. Cái sai lầm lớn nhất của con gái khi yêu á, các bạn cứ ngộ nhận là các bạn yêu người ta quá nhiều, nhưng thực ra không phải. Hãy tỉnh táo lại đi để biết rằng mình đang yêu không đúng cách. Mình đang yêu người ta với sự ích kỷ của chính bản thân mình. Em đang ích kỷ chứ em không hề yêu anh này, đúng không? Nói thẳng ra là như thế. Em yêu người ta thì em, cái quan trọng nhất là em muốn người ta hạnh phúc, chứ không phải cái quan trọng nhất là em muốn thỏa mãn mong muốn được yêu của bản thân, đúng không? Đúng không? Em nhận ra chưa? Đừng nói yêu anh ấy. Bây giờ em phải nói chuẩn này, nói đúng là em yêu em bằng một tình yêu ích kỷ. Em chỉ muốn sở hữu anh ấy cho riêng em thôi. Em không quan tâm anh có thoải mái không, em không quan tâm là anh ấy có yêu em nhiều không, em chỉ muốn anh ấy ở bên em thôi, đúng không? Còn nếu một người con gái tự trọng, người ta sẽ không làm thế. Một người con gái tự trọng sẽ biết rằng anh có yêu mình không. Bây giờ anh ấy nói rằng anh không yêu mình, ở bên cạnh mình chỉ là cố gắng, chỉ vì mình tốt với anh ấy thôi, mình không cần một tình yêu như thế. Một người đàn ông họ cần lắm một cái tinh thần của một cô gái là biết giá trị của mình, để biết rằng cô không bao giờ chấp nhận chiếu cố trong tình yêu. Một khi đã yêu, cô phải được yêu bằng một tình yêu say đắm, yêu chân thành, là một người mà anh ấy cần có trong đời, chứ không phải là bây giờ người ta ở bên mình chỉ vì người ta thương mình, chỉ vì người ta thấy mình tốt với người ta quá, người ta không nỡ. Không, một cô gái bản lĩnh không bao giờ chấp nhận một điều đấy. Nhưng em để nỗi sợ bủa vây mình, em sợ mất anh ý. Em biết không, trên đời này em càng sợ cái gì thì cái điều đấy nó càng xảy ra. Em phải bản lĩnh lên. Đàn ông không phải cả thế giới của em nhá. Đàn ông có thể người này hoặc người khác, nhưng mình lúc nào phải sống là một người con gái tự trọng, có giá trị. Và mình chỉ ở cạnh một người đàn ông biết giá trị của mình thôi, biết trân trọng giá trị của mình thôi, chứ phải coi thấp cái tình cảm của mình. Và sẵn sàng nói với mình câu chia tay không hợp. Em ơi, cái câu không hợp đơn giản là vì em không cho anh cái cảm giác yêu, anh không thấy em cuốn hút, chứ không phải là vì bọn em không hợp đâu em ạ. Nhớ, cho nên đừng nghĩ rằng hợp hay không hợp ở đây. Đầy cặp đôi không hợp nhau, khác nhau cái này cái kia, người ta yêu nhau, người ta chiến đấu này để được ở bên nhau. Nhưng hợp hay không hợp đấy chỉ là câu nói thôi. Khi người ta muốn chia tay, tất cả mọi thứ hợp nó cũng thành không hợp. Người ta nói không hợp bởi vì người ta muốn chia tay, vậy thôi. Em phải hiểu nó như thế, chứ đừng phân tích ra xem như thế này là hợp hay như thế kia là không hợp, hay là bọn mình cái đấy không có giá trị em ạ. Nhá, cái thiếu của em đây là thiếu cái sự cuốn hút trong mắt của anh ấy. Một người đàn ông người ta thích một cô gái làm chủ cuộc sống của cô ấy, cô có thể tự làm cho mình hạnh phúc, chứ không phải là bây giờ em cho anh ấy thấy là em phải yêu anh ấy, em phải cưới anh ấy. Anh ấy sẽ thấy rằng ô mình sợ quá, bây giờ mình còn cả một cái sự nghiệp, mình sắp sửa start up đây, mình không biết có thành công hay không. Cô này gây cho mình cái áp lực là ôi về là mình phải cưới nhau, thế mình sợ quá làm gì, đúng không? Cộng thêm cái việc suốt ngày cô cứ bủa vây lấy mình, bắt mình phải lúc nào cũng muốn là mình phải yêu cô ấy. Người đàn ông thích cảm giác gì em biết không? Cái cảm giác là mình sợ mất cái cô gái này. Anh ấy không bao giờ có cảm giác sợ mất em có biết tại sao không? Bởi vì em hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Không có anh ấy em không sống nổi, đúng không? Em phụ thuộc một cách tiêu cực nhá. Còn phụ thuộc một cách tích cực nó lại khác cơ. Phụ thuộc một cách tiêu cực, cho người ta những cảm xúc tiêu cực thì tức là tiêu cực rồi, đúng không nào? Thể hiện tình yêu thì phải thể hiện một cách tích cực, chứ không phải một cách tiêu cực như thế này. Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ tỉnh táo. Bây giờ người đàn ông này cần cái cảm giác là anh ấy được tự do và được thoải mái. Bây giờ thứ anh ấy cần không phải tình yêu của em, thứ anh ấy cần là cảm giác tự do thoải mái. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa nhá, đừng nói đến ngọt ngào ấy, ấm áp, bây giờ không cần. Thứ anh ấy cần là cái cảm giác là mình yêu được một cô gái có giá trị, một cô gái mà mình sợ mất cô ấy. Em phải cho người ta có cảm giác sợ mất, tức là em cầm lên được, em hạ xuống được.
nhá. Em chỉ yêu chừng nào anh khao khát có được em. Anh nhận ra em là người con gái trong cuộc đời của anh. Anh nhất định phải có em ở trong đời. Anh muốn em đồng hành cùng anh trong quãng đường còn lại trên cuộc đời của anh. Đấy, lúc nào anh biết được cái điều đấy, anh cho em thấy được điều đấy, em thấy em giá trị như thế thì em mới ở bên anh. Còn không, anh chẳng coi em là gì, anh coi em là gánh nặng. Em không cần thiết nhá. Đến bên nhau là để làm cho nhau hạnh phúc, chứ phải đến bên nhau là để hành hạ lẫn nhau hay giày vò lẫn nhau. Em không cần một tình yêu như thế. Em phải hạ xuống được thì người đàn ông này mới yêu em nhá. Nó là một cái, nó như kiểu nghịch lý trong cuộc đời này. Mình càng giữ người ta mình càng không giữ được. Một khi mình có thể bỏ được thì người ta lại sợ mất mình và tình yêu lại càng nồng cháy hơn nhá. Bây giờ lời khuyên của chị dành cho em là như thế này: im lặng nhá. Người ta chán mình rồi, im lặng. Im lặng làm theo 5 bước quay trở lại người cũ của chị. Kiên trì với hành trình đấy và không vội vàng. Nếu có muốn quay lại, hãy để anh này phải nói rằng anh muốn quay lại cuộc sống của em, anh muốn được yêu em, anh muốn có em ở trong đời, thì lúc đấy mới quay lại. Còn nếu không thì thôi, cho anh ấy cảm giác là anh ấy sẽ mất em. Cho anh ấy cảm giác anh mất em rồi, anh ấy sẽ chiến đấu để có lại em. Còn nếu không, không bao giờ anh ấy chiến đấu. Vì lúc nào có người yêu ở bên cạnh rồi, lúc nào em cũng ở đấy rồi, lý do gì để anh phải chiến đấu với em? Lý do gì để anh phải sợ mất em nào? Đúng không nhá? Xem thêm nhiều video của chị để cuốn hút hơn, bản lĩnh hơn trong tình yêu. Rất nhiều bạn có chia sẻ với chị là ban đầu rất yếu đuối, ngày ngày nghe video của chị, ăn cũng nghe, ngủ cũng nghe, rồi dành cái là nghe. Bạn nghe thì những cái tư tưởng đấy nó thấm vào trong người mình rồi ấy. Mình tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, tự mình biết giá trị của mình hơn, tự mình cuốn hút hơn, và rồi có lại tình yêu của một người và sự khao khát của một người đàn ông yêu mình. Nên chị mong em sẽ cố gắng lên nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.